khu mực nhiều quá, quá nhiều khu mực các bạn. Đây là cái khu bán trái cây nha các bạn, cái khu bán trái cây. Chúng ta đi lang thang nha các bạn. Hướng này là cái hướng đi về Nam Căn nữa các bạn, về cái nước Nam Căn nha các bạn. Về thị trấn cái nước khoảng 55 cây, cũng như là về đất mũi Cà Mau đó các bạn, khoảng là 95 cây số nha các bạn. Còn hướng này là về Bạc Liêu, hướng này nè các bạn là về Bạc Liêu, tầm khoảng là 67 cây số. Và hướng này nè các bạn 500m, 500m là chợ Cà Mau. Thì Cuộc Sống Sài Gòn TV sẽ đi vào khu vực chợ Cà Mau cho các bạn xem nha, để như thế nào, cũng như là khám phá chợ đêm Cà Mau nha các bạn. Đây các bạn ơi, ở phía trước đường chợ đêm Cà Mau này các bạn cũng có rất nhiều quán ẩm thực, ẩm thực như mì nè, hủ tiếu khá ngon. Phía trước mà các bạn vào chợ đêm Cà Mau. Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV sẽ lang thang chợ đêm Cà Mau nha các bạn. Cho quay lại hình ảnh về chợ đêm Cà Mau ngày nay cho các bạn xem thử là như thế nào nha các bạn. Đó. Chợ đêm Cà Mau á, thì nó nằm trên đường An Dương Vương, An Dương Vương nha các bạn. Mình thấy là chợ đêm cũng khá vắng vẻ các bạn, vắng lắm. Các mùa dịch nào Covid thì ít người đi du lịch, cũng như là hạn chế ra ngoài đường nha các bạn. Chỉ có mình đi lang thang và mình quay lại cho các bạn xem thôi. Đó, đây nữa có nè, đồ bún này các bạn. Bánh tráng, trứng vịt lộn. Đây, chợ đêm Cà Mau đây các bạn. Phía trước thì cái cổng chợ đêm Cà Mau, các bạn thấy không, cũng được trang trí bằng đèn LED, cũng khá đẹp. Hiện tại wow, khu mực nhiều quá. Mình cũng sẽ đi lang thang quay cho các bạn xem luôn nha. Thấy gian hàng là buổi tối vắng vắng lắm luôn, vắng lắm. Hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV có dịp về đây thì mình lang thang mình quay lại những cái hình ảnh này cho các bạn xem. Đầu đường bán khu mực nhiều quá, quá nhiều khu mực các bạn. Người dân ngồi không, không có khách các bạn ạ. Các bạn thấy bất ngờ không? Quá bất ngờ không? Lượng khách đi mua sắm những ngày hôm nay thì khá vắng. Những anh tụ tập lại đánh bài nha các bạn, không ai. Các bạn nhìn thấy không, vén lắm, không có khách, bất ngờ quá các bạn. Chợ đêm ở thành phố Cà Mau vén què. Các bạn nhìn thấy không, không có một khách. Đây khu chợ đêm nữa các bạn. Đây là chợ Bách Quá Cà Mau nha các bạn. Buổi đêm, buổi tối rồi thì người ta cũng dọn dẹp nha các bạn. Mình về đây thì mình đi, do là mình đi vào cái khu chợ đêm để mình xem thử là khu chợ đêm ở Cà Mau như thế nào nha các bạn. Nhưng mình thấy là cực kỳ vắng các bạn thấy không? Giờ này khoảng 7:30. 7:30 tối nha các bạn mà vắng lắm.
Đây, công nhận là bất ngờ khi mà thấy được những cái hình ảnh mà khu chợ đêm ở một cái thành phố cực kỳ cuối cùng Tổ quốc nhưng mà cực kỳ vắng nha các bạn. Một khu này các bạn nhìn thấy không, quá vắng, vắng vẻ quá. Đây là cái khu bán trái cây nha các bạn, cái khu bán trái cây các bạn nhìn thấy không. Khu bán trái cây nè các bạn, rất nhiều các loại trái cây nhưng mà mình thấy là lượng khách rất vắng khách đó. Bên một bên là có con sông này các bạn, một bên là có con kênh con sông cũng khá đẹp. Chợ đêm Cà Mau, chợ trái cây nè các bạn. Đó, phía kia là chợ trái cây, chợ trái cây nha các bạn. Cuộc sống Sài Gòn TV lang thang về đây, quay lại những cái hình ảnh này cho tất cả các bạn xem về chợ đêm ở Cà Mau nha các bạn. Không biết là cái khu ẩm thực nó nằm ở đâu. Đây là khu chợ trái cây, quá nhiều trái cây các bạn, trái cây nhiều nhưng mà khách ít nha các bạn. Rất nhiều loại trái cây. Ủa anh, ở này có cái khu ẩm thực không anh? Không có khu ẩm thực à? Dạ rồi, cảm ơn anh. Mình hỏi cái khu ẩm thực đó các bạn, nhưng mà hiện tại là ở chợ đêm Cà Mau thì không có cái khu ẩm thực đâu các bạn. Đây xung quanh đây này, xung quanh đó mình đi vòng tròn luôn cái khu chợ Cà Mau luôn các bạn, cho các bạn xem. Đặc biệt là trái cây rất nhiều. Đó, các bạn thấy không, khu này là khu rau quả, chợ cá. Đó, nãy mình đi chợ đồ cái nữa các bạn. Đó, các bạn thấy không, toàn cảnh nè, chợ Cà Mau về đêm. Hôm nay lang thang với Cuộc Sống Sài Gòn TV phải không ạ? Đây là cái khu chợ cá, chợ rau, chợ cá chợ rau nha các bạn. Rau này, cá thì chắc là kia, chợ cá chợ rau chợ thịt ở ngoài mép sông đó các bạn. Chợ cua, về Cà Mau là cua Cà Mau rất nổi tiếng nha các bạn. Quầy ăn uống, khu ăn uống kia các bạn. Lang thang luôn. Lang thang chợ Cà Mau vào buổi tối, thử xem thử cảnh nhộn nhịp của bà con như thế nào luôn nha các bạn. Rất nhiều rau trên đường Nguyễn Khiến các bạn, khu chợ cá rau ẩm thực ven sông. Và ở bên ngoài đây là có một khúc sông nè các bạn. Các bạn nhìn thấy không, quay bên ngoài mới thấy được, ở dưới đây là dưới thuyền nè, chợ rau củ, ở dưới kia có chợ rau củ nha các bạn.
cảnh như thế nào các bạn. Mình sáng tập thể dục, quay phim luôn các bạn.